Đây là lần thứ 11 lễ hội Việt Nam được tổ chức tại Nhật Bản. Trong suốt lễ hội, các nghệ sĩ Nhật Bản và Việt Nam đã mang đến những tiết mục đặc sắc, mang đậm văn hóa Việt Nam và các tiết mục mang phong cách Nhật Bản, thu hút nhiều khán giả trẻ đến với lễ hội. Nghệ thuật truyền thống Việt Nam như áo dài và biểu diễn truyền thống múa rối nước trình diễn tại lễ hội cũng được du khách đánh giá cao. Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản lần này có khoảng hơn 120 gian hàng, bao gồm quầy ẩm thực và các gian trưng bày hàng hóa, đồ thủ công mỹ nghệ. Khách tham quan có cơ hội được biết đến những sản phẩm của Việt Nam đã nổi tiếng trên thế giới và có mặt tại thị trường Nhật Bản. Được thưởng thức những món ăn truyền thống của Việt Nam, mua sắm đồ thủ công mỹ nghệ, nhiều công ty Việt Nam và Nhật Bản coi lễ hội là cơ hội quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng Nhật Bản. Lễ hội năm nay thu hút khoảng 180.000 lượt người tham gia.